tỉnh, cả cái căn cứ địa Việt Bắc của chúng ta đó là tiến kịp miền xuôi. Những gợi mở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên ghi nhớ, cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm tạo ra những đột phá khẩu, những thành tựu mới, phát huy cao độ mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới và phát triển tỉnh Thái Nguyên. Anh hùng trong đấu tranh cách mạng, ổn định phát triển trong thời kỳ, Thái Nguyên tự tin trong mỗi bước đi của mình. Niềm tự hào về quá khứ lịch sử anh hùng chính là động lực quý báu để người Thái Nguyên tiếp tục phát huy trong công cuộc dựng xây quê hương. Tại ATK Thái Nguyên, Đảng và nhà nước ta có nhiều quyết sách rất quan trọng, có liên quan đến vận mệnh của nước nhà, như quyết định chiến cuộc Đông Xuân 53-54, như quyết định mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Nói đến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ có một ý nghĩa hết sức to lớn và nó gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau hòa bình lập lại có nhiều lần lên thăm Việt Bắc, trong đó có lên thăm Thái Nguyên. Đại tướng rất vui mừng trước sự đổi thay của nhân dân các dân tộc ở tỉnh nhà. Đại tướng ngợi khen về sự lao động cần cù, sáng tạo và xây dựng cuộc sống mới tại Thái Nguyên. Và Đại tướng luôn luôn thăm hỏi và nhắc nhở Đảng bộ và nhân dân cần phải đoàn kết, quyết tâm phấn đấu, phát triển kinh tế, xây dựng Đảng và không cam chịu nghèo đói. Thái Nguyên phải bứt phá, trở thành một tỉnh giàu có ở khu vực. Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên mỗi lần đón Đại tướng thì hết sức phấn khởi, vui vẻ, như đón những người thân về với gia đình, với đầy ắp tình nghĩa, nghĩa tình. Và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên ấy, thì luôn luôn là ghi nhớ những cái lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cái quá trình phát triển cũng như trong quá trình xây dựng. Phát huy truyền thống lịch sử của ATK Thái Nguyên thì nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực phấn đấu phát huy tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh cái sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà, sớm đưa Thái Nguyên thoát ra khỏi một tỉnh kém phát triển. Và mục tiêu ấy là đưa Thái Nguyên trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào trước năm 2020. Nhớ lời dạy và lời căn dặn rất ân tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phát huy truyền thống của chiến khu Việt Bắc, của an toàn khu trong kháng chiến, phát huy truyền thống của thủ đô Giã Ngàn, thì Đảng bộ nhân dân các dân tộc tiếp tục đoàn kết phấn đấu xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh như lời căn dặn của Đại tướng khi Đại tướng lên thăm và làm việc với đồng bào các dân tộc của tỉnh Thái Nguyên. Với 30 năm làm Tổng Tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở các cấp cao nhất, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng. Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong đời thường thật giản dị, phong thái đầy ung dung tự tại. Mỗi lần về thăm ông, các cán bộ chiến sĩ và nhân dân của Thái Nguyên, Việt Bắc luôn thấy gần gũi, ấm áp. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng Đại tướng vẫn luôn dõi theo những bước phát triển của đất nước. Đặc biệt đối với Thái Nguyên, nơi Đại tướng đã gắn bó máu thịt trong những năm tháng hào hùng của dân tộc, mảnh đất này luôn ở trong trái tim và tâm hồn của Đại tướng, được Đại tướng coi như quê hương thứ hai của mình. Với tình cảm hồn hậu, vẫn giọng nói ấm áp chân thành, ông luôn hỏi thăm về cuộc sống của nhân dân vùng kháng chiến cũ và nhắc nhở cán bộ nhân dân Thái Nguyên hãy phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết đổi mới, năng động sáng tạo,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Tấm lòng của Đại tướng đối với Thái Nguyên thật sâu nặng nghĩa tình. Trong tình cảm cách mạng trong sáng cao cả, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên luôn khắc ghi trong lòng những lời căn dặn của Đại tướng và hứa với Đại tướng sẽ xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển giàu mạnh. Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nắm vững xây dựng chính trị làm cơ sở, làm cho quân đội ta vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác, có bản chất và truyền thống tốt đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, cùng với những cống hiến của Đại tướng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mãi mãi là tấm gương sáng cho mỗi chúng ta. Chiến thắng hai kẻ thù xâm lược, non sông thu về một mối, đất nước thanh bình và xây dựng cho một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Vị tướng lừng danh ấy được Đảng, Chính phủ giao đảm trách các công việc thời kiến quốc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng văn võ song toàn, một phẩm chất cách mạng tận trung với nước. Ông chẳng những đã đóng góp vào kho tàng quân sự Việt Nam những kiến thức lý luận và thực tiễn phong phú, nhân bản, mà còn đóng góp hết mình với những quyết định đúng đắn cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam. Hành trình tôi luyện phẩm chất cách mạng để đi đến chiến thắng, làm nên sự nghiệp lẫy lừng của vị tướng huyền thoại, qua những tháng ngày đồng cam cộng khổ, bát cơm xẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng, tình cảm sâu nặng của nhân dân Thái Nguyên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, luôn vẹn nguyên như những năm tháng kháng chiến. Trên quê hương gió ngàn hôm nay, lịch sử vẫn luôn ẩn hiện trong hình sông dáng núi, trong từng cảnh vật, trong mỗi con người. Và trong ký ức ấy có hình ảnh vị tướng huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.